cho cô 3 triệu tiền viện phí, thay mặt cho chị Giáng Thu gửi 3 triệu. Thì thay mặt cho gia đình của chị á, thì gửi cho cô để mà chuyển xuống Long Xuyên để mà điều tiếp tục điều trị cho chú. Còn dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và phía trước hình ảnh cô bác quý anh chị đó là cô Duyên. Con chào cô. Dạ. Sao cô? Chú mà ổng là bác sĩ đi qua ba đi qua. Cái này vàng nhập viện này bác sĩ kêu ảnh thiếu máu nhiều quá. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói 10 phần còn có 3 phần nè chú. Giờ vô 7 phần đó chú. Bác sĩ nói ở đây điều trị thì nó là ấy thôi, chứ còn cái vụ mà máu thì mấy ổng không ấy, ổng ở đây là không có máu vô chú, không có máu vô. Mấy ổng mất chuyển, mấy ổng nói phải bữa nay có tiền á, là chuyển buổi chiều nay luôn rồi chú, chuyển buổi chiều nay luôn đó, mà nói để chờ chú qua, chờ chú qua chú giúp cho rồi hả đi. Rồi mấy ổng nói chiều nay hả mời gì cho mấy ổng hay, đặng mấy ổng chuyển đi xuống dưới Long Xuyên đặng mà ở dưới mới có máu vô chú. Rồi vô máu là bao nhiêu tiền cô? Hỏi nha bác sĩ thì bác sĩ ở đây nói là mấy ổng không biết chú. Và mấy ổng nói là ở dưới là bệnh viện ở dưới Long Xuyên á. Thì giờ số máu đó mấy ổng biết chứ, còn ở đây thì mấy ổng không biết. Mấy ổng không có biết và cả giá bao nhiêu. Nhưng mà thiếu là bao nhiêu ml máu? Như là mấy ổng nói là 10 phần mà thiếu 7 phần. Còn lại 3 phần. Cô tháo khẩu trang ra đi cái này. Dạ. Còn lại 3 phần đó chú. Rồi, có con không chú hả? Rồi nói chú không có khả năng. Có hả? Dạ chú giúp cho đặng bà. Nhưng mà con hỏi cô bây giờ như thế này nè. Bây giờ đi xuống dưới có tiền đâu mà vô? Đi xuống dưới thì đi vô thì không có tiền mà vô máu nè chú. Dạ. Tiền vô máu chổng đó nè. Đó, nếu như mà đi xuống dưới thì không có tiền vô rồi không biết bao nhiêu rồi, vô rồi sao cô? Dạ. Không biết bao nhiêu rồi tính xin nhờ chú giúp cho mớ nào đỡ mớ nấy xuống dưới coi sao chú. Dưới coi sao rồi tính tiếp chứ nhờ chú giúp tiếp. Giờ khổ quá chú ơi. Giờ nói chú á. Giờ đi ra không có 1.000 luôn á chú. Hổng ngày cô nằm tiền viện phí hết nhiêu rồi. Ổng dạy hồi bữa đó đi qua thì chú Bảy ổng xin được, ổng cho được tiền của chú Bảy á. Là nhiêu cô? Bảy là cho được 500. 500 rồi đi qua đây giờ đóng vô 500. 500 rồi với phần mấy đứa em cho được góp lại được 500 chú. Rồi mua thuốc mấy bữa gài. Dạ. Là không gọi là hết trơn luôn á chú. Không có ở đâu được nữa trơn. Rồi sao bây giờ không có rồi bác sĩ kêu ứng tiền viện phí là nhiêu? Bác sĩ kêu hồi lúc mới vô thì bác sĩ kêu đóng mà 2 triệu mà đóng được có 500 tới nay. Có 500 là tới nay luôn. Rồi bác sĩ mới nói nằm ở đây thì cầm chừng thôi chứ bác sĩ không bảo đảm. Rồi đi xuống dưới là chuyển đi xuống dưới là phải là vô máu nè. Rồi là nằm ở dưới là điều trị thêm đó chú. Nó bởi vì bác sĩ nói là nằm ở đây thì chị không có bảo đảm hết. Bây giờ là ổng bệnh nhiều lắm. Như bây giờ chú nằm ở đâu, ở phòng nào? Nằm ở dưới khoa nhiễm đó chú. Khoa nhiễm hả? Khoa nhiễm đó. Nằm dưới khoa nhiễm mà nghe nói chú gọi ổng mừng quá mừng luôn. Rồi chú nói. Rồi chú bị bệnh gì? Bác sĩ nói ông chú bị bệnh gì? Ổng bị mà bệnh chỉ của ổng, rồi bệnh chỉ giờ nó chích nó rụng rồi chú, mà giờ đi cầu không được rồi giờ qua cái bệnh xỉn nó hoành hành ổng, rồi giờ nói nha cái đầu của ổng đừng con, nói cái đầu của ổng gờ thì cái não của ổng chú, cái não của ổng nói là gờ vô thì nghe cái lỗ tai á, nó nghe nha mà nó nghe cả ấy nó nghe mà kêu như là cái não rồi vô nó kêu nè chú. Còn cái đầu thì ổng nói làm như là nó bị não chứ nó bị làm như máu mày không có gì. Rồi bác sĩ mấy khám lại thì nói là cái này là thiếu máu dữ lắm, thiếu máu rồi. Nếu như mà không có tiền làm sao bác sĩ cô cho cô chuyển đi? Bởi vậy không có tiền bác sĩ ấy, bây giờ không có tiền là không có phương pháp nào đi được. Nhưng mà cô còn thiếu tiền viện phí rồi bác sĩ sao cho đi được? Dạ. Bởi vậy mà bây giờ bữa đó đóng 500 tới nay mấy ổng chuyển hồi bữa điện cho chú đó. Bữa mới qua thì qua giấc chiều là sáng lại là bác sĩ chuyển đó. Là mới điện cho chú là tới nay.
hai là mấy ổng. Nhưng mà con hỏi cô vậy nè. Dạ. Cái thứ nhất là nếu như mà không có tiền thì làm sao bác sĩ cho chuyển đi xuống Long Xuyên? Dạ. Cái thứ hai là sau khi đi xuống Long Xuyên thì tiền đâu để mình trị bệnh? Dạ. Bởi vậy cái hoàn cảnh cũng khổ vậy đó chú, nên nhờ chú giúp cho. Ý của cô muốn con hỗ trợ như thế nào? Nhờ chú hỗ trợ cho mớ nào đỡ mớ nay chú, và chú quay lên nhờ mấy chú ngoại giúp đỡ cho đừng có tiền cho anh điều trị thêm đó chú. Chứ giờ mà cô có quay điện thoại của chú ở trong không? Dạ, cái điện thoại của ảnh ở ngoài này thì không có trong chú. Điện thoại này nó không có phai chú ơi. Ở bên đây nó không có phai. Không có phai nè chú, còn nó không có miếng phai nào chứ. Lúc nãy cô có quay hình lại của chú không? Không có chú, nãy không phải. Chú bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói bây giờ có tiền sớm như nào đi tốt mẹ. Đi đâu chú? Ở đây là bắt làm tờ cam kết. Nếu có bị gì là đừng đủ rồi bác sĩ giữ lại đây. Rồi đưa đi Long Xuyên 2 ngày nay, thôi xin đã lại 2 ngày phải làm tờ cam kết. Bây giờ trong mình của chú sao rồi? Bây giờ nó chóng mặt chứ nó mệt hoài vậy đó. Nằm này không được, ngồi sáng đêm. Bác sĩ ngày nay bác sĩ cũng thúc nữa nè, nó có tiền ngày nào đi rồi nói đi sớm sớm đi. Nhưng mà đi xuống dưới rồi có tiền đâu mà ấy ta. Rồi, có bảo hiểm. Có bảo hiểm không chú? Có. Đâu bảo hiểm của chú đâu? Đứng về lấy cái áo. Nộp rồi hả? Mà bảo hiểm nó chưa có tới ngày xài. Bữa chủ nhật rồi, cái chiều chủ nhật là xe là qua đây đó. Bữa nay tôi lấy cho lẹ. Rồi hổm con nghe cô nói là đóng tiền viện phí hết 500 hả? Đóng hết 500 nè, đóng đây nè. Đó là tài chuyển đi, đó mình không có rồi, có gì đâu. Dạ. Mới mua hả chú? Không, mua bảo hiểm mới mua rồi. Mà còn mấy ngày nữa mới có xài được, mà còn không bán đấy. Còn bảo hiểm này qua bên nay mấy ông nói bảo hiểm bây giờ cũng còn xài được. Bác sĩ nói chú bị thiếu máu hả? Tôi nói 10 phần bây giờ còn có 2 rưỡi với 3. Chuyển đi là tốn bao nhiêu tiền? Tiền chuyển đi á thì bác sĩ nói có mấy chục ngàn tiền xăng gì à. Vậy hả? À, cho tiền xăng à. Xe chữ thập đỏ này có y tá đi đưa đi luôn. Chừng nào đi? À, bây giờ nếu có tiền thì sáng nay đi. Chứ đi đêm bây giờ cũng được, nó qua bển thì có nít nữa lu bu quá à. Là chuyển tốn có mấy chục ngàn xăng thôi. À, chứ cho tới mấy chục ngàn xăng à, qua bển nó thì dạ. Mà máu thì qua bển mình mất mua, rồi dưới mình đóng tiền viện. Rồi chuyện nó về, bảo hiểm ông tính lại. Bây giờ cô chú, con ví dụ như chi phí đó thì con thay mặt mình thường quân gỡ được. Nhưng mà xuống dưới mình sợ mình không có tiền mình mua máu nè. Tiền như phí nè. Mua máu thì không biết, mắc ở rẻ. Mà hỏi bác sĩ bên này, bác sĩ nó cũng không biết. Vì bên này khác có bệnh khác. Dạ, cô qua đây ngồi đi cô. Thì thôi bây giờ thì chắc có lẽ là con cũng thay mặt mạnh thường quân gửi cho cô chú nha. Còn cái việc mà thời gian sắp tới á thì cũng tùy duyên của cô với chú. Thì cô có thể đọc số điện thoại của cô qua để cho mạnh thường quân có biết rồi để hỗ trợ cô. Dạ, như đọc bây giờ đọc số luôn hả chú? Số 09 0973 14 0231. Cô Duyên nha, cô có dạ. Số tài khoản gì không cô? Không có chú. Không có hả? Dạ. Dạ. 973 0402 31. Hôm nay thì coi như là cũng con cũng có dịp về đây á, thì cũng thay mặt Mạnh Thường Quân là gia đình của chị Giáng Thu á, ở Mỹ á, dạ. Gửi cho chú 3 triệu. Chị Giáng Thu thì ở Mỹ thì ở mất rồi, nhưng mà cái này là con muốn gia đình muốn hồi hướng công đức cho chị Giáng Thu, thì cũng như là 3 triệu này cho cô chú cái tiền xe để đi xuống dưới. Còn nếu như mà muốn giúp đỡ cho cô chú á thì cô bác quý anh chị có thể liên hệ đến số điện thoại qua trên màn hình
Số điện thoại là 0939 hả con? 0937 0937 04 04 02 02 31. Còn đây là con gửi cho cô 3 triệu tiền viện phí thay mặt cho chị Giáng Thu gửi 3 triệu. Thì thay mặt cho gia đình của chị á, thì gửi cho cô để mà chuyển xuống Long Xuyên để mà điều tiếp tục điều trị cho chú. Còn tự nhiên mọi người thì có lòng hảo tâm muốn giúp cô chú thì liên hệ qua số điện thoại như cô vừa đọc ha. Dạ. Mà chú cảm ơn chú rất nhiều chú. Sao cảm ơn chị Giáng Thu hả chú? Chị Giáng Thu. Chị về vô chú. Chị Giáng Thu mất. Mất thì Giáng Thu hả? Chị mất rồi, gia đình của chị muốn hồi hướng công đức cho chị á. Cảm ơn gia đình của chị Giáng Thu giúp đỡ cho mà có số tiền cho chồng đi chị bệnh. Cho chồng hết bệnh, cảm ơn gia đình chị Giáng Thu rất nhiều. Chú có muốn là thôi chú mệt thì chắc có lẽ là tranh thủ đêm nay để chú đi đi. Con sẽ để số điện thoại cũng như là chia sẻ lớp ở trên YouTube vào ngày mai. Thì để mọi người có biết để liên hệ với cô chú để mà có thể giúp đỡ cho cô chú ha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mạnh thương cũng như là gia đình của chị Giáng Thu. Thì mong là hồi hướng công đức này đến cô chị ha. Đến chị và sẽ đến chị. Con chào chú ha.